Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chỉ đạo điều hành chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh đã tổ chức khánh thành và bàn giao nhà đồng đội cho đồng chí Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thế Anh, nhân viên Trung đội Thông tin, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Thế Anh thường trú tại xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, con còn nhỏ, vợ công việc không ổn định. Ban điều hành chương trình phối hợp hoạt động tỉnh hỗ trợ 70 triệu đồng. Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà đã được hoàn thành, diện tích 70m² với tổng kinh phí 300 triệu đồng. Trong đó, ngoài tiền ủng hộ, số tiền còn lại do gia đình tiết kiệm và người thân ủng hộ. Phát biểu tại lễ bàn giao nhà, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đã biểu dương và đánh giá cao tinh thần tương thân tương ái của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và của cán bộ hội viên, các tổ chức chính trị xã hội. Đồng chí nhấn mạnh đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, giúp các quân nhân có hoàn cảnh với bớt khó khăn yên tâm công tác. Đồng chí mong muốn ban chỉ đạo cần tiếp tục phát huy tinh thần cộng đồng để hỗ trợ xây được nhiều hơn nữa những ngôi nhà đồng đội, nhà chính sách, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội.